Hello anh em, xin chào một tất cả anh em đang xem YouTube của mình nha, đang xem kênh của mình. Bữa nay mình tiếp tục lên cho anh em một cái siêu phẩm Xtin chiêm ngưỡng, một siêu phẩm Xtin MS382 được sản xuất vào tháng 12 năm 2021 Rackmany nha. Em này thì siêu VIP nè, anh em nhìn dàn lông anh em hiểu rồi ha. Mình là không có chơi cái vụ mà nói không với lại xịt keo bóng nha, rồi lấy ba cái RB7 đồ xịt lên mình cũng không chơi nha. Sơn nói chung là sơn lại là mình không có chơi. Đồ của mình có sao là vậy, cái phần trăm nó còn cao là nó phải đẹp như vậy, soi thấy mặt gương luôn đó. Lần chỉ đem là chưa mất phân nào, tại máy này là hàng dạng xài lướt, bù giật riêng rồi là còn hết, thắng thung rồi là xài bóc bóc luôn nha, còn xài hoàn hảo. Ốc tán là phải nói là gọi là 7 màu. Đây mình là bán là mình chi tiết lắm, kỹ lắm, mình không có dàn thật, không có sợ lửa nè. Anh em coi cho kỹ con ốc riêng nè, đó, nó có số seri đồ đàng hoàng nha, chứ không phải thấy mới mới rồi nói ba ốc Đài Loan rồi không có nha anh em. Ốc Đài Loan là nó không có số seri gì đâu nha, mình quay rõ luôn từng con luôn đó. Mình là chất lượng là lên hàng đầu, nắp xăng nắp nhớt zin là nó phải có gặp gì nè nghe anh em. Đó tay cầm zin là nó đen mà bóng lưỡng luôn á, ốc giật zin nè, có logo mã số đồ đàng hoàng, ốc lam rin nè, chỉ đen rồi là còn luôn, hầm đồng rin nè, đó, vô bọng rồi là còn nguyên si, đẹp luôn, mặt tiền là long lanh cành đào, ron giữa là thích trịch, chưa trẻ gì hết, bao con máy này là từ A tới Á nha anh em. Lọc gió rin nè, chưa sù lông luôn à. Đó đồ riêng là nó có đóng logo tin nổi nè anh em thấy không, quá VIP đó. Tay cầm đồ là ngon lành cành đào, thùng xăng là còn tem đích luôn nha anh em. Đó này gọi là hàng lướt, siêu lướt, hơi là gì này anh em, cái hơi á rồi, không để anh em chờ lâu nữa, mình tiến hành mình test máy cho anh em nghe luôn ha. Wow.
tê tái cho một anh siêu VIP ha. Rồi, quá xuất sắc cho một cuộc tình. Anh em nào yêu thì liên hệ mình qua số điện thoại mình để dưới phần mô tả ha. Anh em xem clip thấy hay cho mình xin một like, một lượt đăng ký, một lượt động lực, chia sẻ để tạo động lực cho mình làm nhiều video tiếp theo. Ok, thank you. Chào tạm biệt tất cả anh em. Chúc anh em một ngày mới tốt lành. Bye bye. Chào tạm biệt tất cả anh em.